Hello Vansa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin của buổi tối ngày hôm nay Thì hôm nay không có thời gian để lên like cập nhật cho quý vị được Thì sẽ làm cái video ngắn gọn để thông báo cái tình hình chiến sự giữa Nga, Ukraine vào cái buổi tối ngày 27 tháng 3 năm 2022 Và đã là buổi sáng ngày 28 tháng 3 năm 2022 giờ của Việt Nam Vansa sẽ lên cập nhật cho quý vị một chút xíu nha Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an Thì đầu tiên thì họ nói về những cái diễn biến mới nhất Ờ, thì uh, hiện tại là ông uh, ông Zelensky nói là đã sẵn sàng uh, Ukraine đã sẵn sàng chấp uh, chấp nhận tình trạng trung lập phi hạt nhân hóa đó non nuclear status nha quý vị thì uh, đây là cái vấn đề mà mới nhất vừa mới uh, xảy ra này thì Vanessa sẽ đọc qua cho quý vị cái thông tin này trước còn tin tổng hợp của ngày hôm nay thì bao gồm tổng thống ukraine zelensky cho biết hòa bình và khôi phục sự cuộc sống bình thường là những mục tiêu hiển nhiên của ukraine khi nước này bước vào vòng đàm phán với nga tại uh, istanbul vào tuần tới diễn ra từ ngày 28 cho đến ngày 30 nha quý vị các lực lượng của nga tiếp tục các cái cuộc tấn công tên lửa khắp uh, trên khắp ukraine vào tối chủ nhật bao gồm các cái thành phố luts Kharkiv. Uh, Zistomi và Riven, một số cố vấn của Tổng thống ông Zelensky cho biết. Đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang tìm cách, tìm cách chia cắt Ukraine thành hai quốc gia giống như Triều Tiên và giống như kiểu Hàn Quốc và Triều Tiên đó quý vị. Các cái hoạt động của Nga xung quanh Kiev đã thất bại và giờ đây thì quân đội của Nga không thể lật đổ được chính phủ Ukraine đó là những cái nội dung chính chính trong ngày hôm nay cho quý vị nha. Thì thêm cái thông tin về về bên báo chí nữa, các cái nhà báo của nga thì đã tìm cách để đưa tin ra bên ngoài đất nước những cái tình hình cập nhật trực tiếp trong cái nội bộ của nga tại vì nga bị cấm nhiều lắm quý vị họ không có cho nói, họ cũng không đưa cho đưa thông tin đâu mạng tin tức độc lập của Nga TV Rain đã đóng cửa các hoạt động ở Moscow vào đầu tháng 3. Phòng tin tức của họ chống rỗng, tín hiệu phát sóng thì bị tắt. Quyết định này tuân theo đạo luật và hà khắc về tin tức giả và điện mà Điện Kremlin đã ban hành khiến cho việc báo cáo sự thật về cuộc chiến tranh ở Ukraine trở thành một tội ác. Nhưng nhóm đằng sau các cái kênh này cho biết họ vẫn không nản lòng và họ sẽ tiếp tục bước về, tiếp tục chia sẻ những cái thông tin mới nhất cho mọi người. Đó. Đó thì uh, tin bây giờ đọc tin thì toàn là đọc tin lại của buổi chiều thôi, cách đây 3 giờ mới là những tin mới nhất đó quý vị. Uh, tiếp theo thì họ đưa ra cái uh, thông tin Hòa bình đã được Hòa bình đã được khôi phục trong cuộc sống bình thường và là những mục tiêu hiển nhiên trong cuộc sống đàm phán ở Nga. Cái bài này cũng không có gì lạ hay lắm nên em không đọc được. cho quý vị có nghĩa là bây giờ họ đang cái mục tiêu mà ông Zelensky ông tuyên bố đó hòa bình và khôi phục cuộc sống hòa bình là cái điều hiển nhiên người ta dùng cái từ obvious cho quý vị giống như kiểu là một cái điều ngẫu nhiên hiển nhiên tất yếu phải xảy ra của Ukraine khi nước này bước vào cái vòng đàm phán với Nga vào tuần tới và cái mục tiêu mà trong cái nội dung cái cuộc đàm phán này để mong muốn để để đạt được cái kết quả cái goal của cái cuộc đàm phán tới đó đó chính là mong muốn được cái sự hòa bình, cuộc sống uh, khôi phục lại cuộc sống thường ngày của người dân ở Ukraine và ông ấy dùng cái từ là nó sẽ là một cái điều hiển nhiên mà sẽ được đưa ra trong cái cuộc đàm phán tới. Ông Joe Biden thì nói với các phóng viên uh, rằng ông ấy không kêu gọi thay đổi chế độ của Nga giống như những cái bài báo mà hôm qua chia sẻ. Chơi mọi người chỉ sợ đổ tội cho ông Joe Biden. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên hôm chủ nhật rằng ông không kêu gọi sự thay đổi chế độ nga trong bài phát biểu lạc quan của mình ở Ba Lan. Không, ông Biden nói trước câu hỏi lớn của một phóng viên trong nhóm báo chí. Liệu ông có kêu hay là thay gọi thay đổi chế độ này hay không? Thì ông ấy đã hỏi bắt nguồn từ những bình luận của ông Joe của ông Joe Biden từ hôm trước được lan tỏa trên tất cả các cái trang báo. Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền. Câu nói đó là của ông Tổng thống Joe Biden đã được lan tỏa khắp mọi nơi trên các cái tờ báo đó quý vị. Quan điểm, các quan chức chính quyền khác của ông Joe Biden thì đang tìm cách quay lại và làm rõ những cái bình luận của ông Joe Biden để mà ngăn cản cái sự hiểu lầm về cái câu nói đó. Đó. Rồi các cái cuộc tấn công tên lửa tiếp tục tăng trên khắp Ukraine, các quan chức cho biết thêm. Okina thì hứa rằng điều tra ngay lập tức sau khi xuất hiện video về cảnh binh lính bắn tù nhân ở Nga. Đó thì đấy là mấy cái tin ở trên tờ báo Mỹ quý vị nha để em xem xem tờ báo bên này có tin gì nữa không. tin này họ ông họ đang nói là ông ông Putin ông có thể ông sẽ đàm phán và sẽ rút quân Thế nhưng mà hôm nay thì ông Putin chính chính thức hé lộ là sẽ định chia cắt nước Ukraine thành hai miền Bắc Nam tại vì quý vị thừa biết là một 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 miền thì sẽ là đi theo kiểu ông kiểu xã hội chủ nghĩa còn một miền thì đi theo kiểu tư bản kiểu na ná như vậy đó quý vị thì họ nói là giống như kiểu ở bên Triều Tiên và Hàn Quốc quan chức của nga bình luận về uh, vấn đề xuất trưng cầu dân ý của vùng ly khai ukraine đó dân gờ, dân cầu chữ uh, cái kiểu như là để mà trưng cầu dân ý đó là để lấy cái 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 cái, cái vốt của dân đó. ví dụ như là ở cái vùng này vùng này nếu như mà cái nhóm người mà nghiêng về phía chọn chọn cái chế độ như thế nào đức nói là nato không tìm cách thay đổi chế độ ở nga Đấy là cái câu hỏi, câu trả lời thêm cho những câu hỏi còn đang nghi ngờ rằng NATO muốn nói rằng Nga sẽ thay đổi chế độ nhưng mà NATO họ nói họ không có làm quý vị nhỉ. Thổ Nhĩ Kỳ nói thế giới không thể cắt đứt với Nga. Đó có nghĩa là có thể sẽ quay trở về hòa bình. Thì chia cái nước Ukraine ra làm hai đi. Một nửa nào mà đi theo Nga thì còn thì thành miền đó. Còn nửa nào không theo Nga thì chạy sang bên này. <laughs> chia thành hai miền. Thế cũng được còn hơn là đấu đá nhau mãi rồi gây ra nhiều cái tai tai họa tai nạn ukraine thì hôm nay cũng có cái chiến công rất là hoành tráng từ sáng rồi đó là đã tuyên bố giành lại được một số những cái ngôi làng từ cái lực lượng của nga mà họ đã chiếm lĩnh đó quý vị đó thì bây giờ đang chờ nha cái quan trọng nhất đó là họ sẽ có cái cuộc trưng cầu dân ý về cái vấn đề gia nhập nga thì xem xem ai gia nhập thì chia thành hai hai nửa à, một nước chia thành làm đôi đó một bên phe này một bên phe kia và trở thành hai miền đó miền nào sau này phát triển và miền nào theo nga thì quý vị nghĩ có phát triển hay không <laughs> còn theo uh, tư bản thì có không không theo nga thì có phát triển hay không theo cộng sản gọi là theo cộng sản đi thì uh, nói chung là cái này nói thì ra thì lại động chạm nhưng mà thôi kệ đi để cho nó xem nó có cắt thành hai miền hay không thì ít ra cũng có được cái sự đàm phán và ngừng cuộc chiến tranh thì là tốt nhất đó thì mong sao là cái điều này nó sẽ xảy ra thì nó sẽ mang lại được uh, cái uh, người ta dùng cái từ là cái sự bình an và hòa bình cho người dân đó trước mắt là chỉ cần cái đó thôi còn đâu họ chia thành uh, bắc nam gì kệ họ ấy. rồi uh, Tại vì Ukraine cũng có những người họ đồng ý theo Nga mà quý vị chứ không phải là không có đâu nha. Đó cho nên là bây giờ họ sẽ lấy cái trưng cầu dân ý là vì vậy. Để xem họ lấy đi rồi như thế nào. Ok, văn sả chỉ lên chia sẻ qua cái tin tức ngắn gọn cho quý vị về cái tình hình chính sự giữa Nga và Ukraine trong ngày hôm nay là như vậy. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái tin tức tiếp theo trong ngày mai. Ngày mai thì văn sả có, sẽ có thời gian thì hơn thì sẽ lên live stream cho quý vị. Và để bình luận cũng như là chào hỏi, hỏi ý kiến mọi người, giao lưu. Lâu lâu không có giao lưu Lâu Dạo này không có thời gian chán quá luôn đó cả nhà Bye bye hẹn gặp lại quý vị